Chương 4. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi, vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà say hướng về chuyện huyễn. Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mở chiều thiên của sự công bình đã để dành cho ta, Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Hãy cố gắng đến cùng ta cho kiếp, vì đê ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này, và đã đi qua thành Thessalonica, Christian đi trong xứ Galati, còn Tích thì đi xứ Damati rồi. Chỉ có một mình Luca ở với ta, hãy đem theo Mác với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. Ta đã sai Tychicơ sang thành Epheso. Khi con đến, hãy đem áo tròn mà ta để lại tại nhà ca bút thành Troas, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da. Alexander thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm. Tùy theo công việc của hắn, Chúa sẽ báo ứng. Con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn hết sức chống trả lời chúng ta. Khi ta binh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ, hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện xin điều đó đừng đổ tội về họ, nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, và hết thảy dân ngoại đều nghe. Ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời. Không cùng. Amen. Hãy chào thăm Berica và Aquila cùng người nhà Onesiphore, Erac ở lại tại thành Corinto, còn Trophim đương đau ốm, ta để ở lại thành Mile. Con hãy cố sức đến trước mùa đông. Obulu, Buden, Linux, Claudia cùng anh em hãy đều chào thăm con. Nguyện xin Chúa ở cùng tâm thần con. Cầu xin ân điển ở cùng các anh em.